dân văn à, công chúa Nguyệt Hồ Cao Sơn Bạch Mã quê nhà Bắc Giang. Chồng vợ căn do ý.
ghế phải nó sắp xanh xưa để làm tôi chúa bà tam đầu tiểu vĩ dân sơn trà buôn sân lắm lo đời.
một đời là phúc cứu dân. Tiên sinh ban phép đặt tên Chúa Nguyệt Hồ, có tin đưa về tới kinh đô, có Chúa Nguyệt Hồ xem bói rất hay, có ai đi xem bói cầu tài. Thank you.
giếng nước bên đường chở che đón khách nhà thập phương ra vào. Chú Nguyệt ngồi đó lòng đầy đau xót, thương Trần Phàm báo kẻ u mê nhớ xưa tích cổ chiều lên. Cửa trúc xinh trúc mọc soi gương chứ hay đâu sự lạ kỳ thường. Chúng ưa nội thành
gọi phu xe trả cho tiền giấy biết cứu người, tay lạy miệng van Chúa thường đến kẻ khó nghèo. Hãy
đến kẻ khó nghèo.
Chúa ban bồng lộc phúc nhiều hơn xưa. Phút điên đi về lời bàn cảnh sai tiên nàng đùng đình dẫn hoa ai mà ngạo ngược đêu chân tay này phải đi thì